Tôi nghĩ rằng mình làm hiệu trưởng để mang lại cái sự thay đổi cùng với mọi người, tạo sự thay đổi. Nhờ học bổng ADS mà mình đạt được tất cả những cái như mình đã mong muốn. Được học ở nước ngoài về lĩnh vực y khoa, các nước mà châu Âu với lại các cái nước mà nói tiếng Anh á, thì là cái ước mơ của tôi từ khi mà mới bước chân vào ngành y khoa. Mình đã có được những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời về con người, về đất nước Australia. Những cái trải nghiệm về cuộc sống, về cả những cái tình yêu với quê hương đất nước khi mình ở xa quê hương. Quỹ học bổng ADS đã giúp mình, đã đưa mình từ con sông ra biển lớn. Họ chỉ là 5 trong số khoảng 4.000 sinh viên Việt Nam đã có cơ hội sinh sống và học tập tại Australia với sự hỗ trợ của chương trình học bổng phát triển của chính phủ Australia ADS. Họ rất là khác nhau về hoàn cảnh, về ngành nghề cũng như là về học vấn, nhưng tất cả đều có cùng chung một quyết tâm phấn đấu vì một Việt Nam phát triển hơn và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả những mong muốn đó của họ đã được hiện thực hóa với sự hỗ trợ của chương trình học bổng phát triển của chính phủ Australia, một chương trình học bổng có bề dày lịch sử, luôn luôn song hành với sự phát triển đi lên của Việt Nam và sự phát triển của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Australia. Người thanh niên Việt Nam này là một trong số 2.000 nhà khoa học xuất sắc nhất của thế kỷ 21 do Trung tâm Tiểu sử Quốc tế Who is Who Anh Quốc bình chọn. Anh là Cao Đình Hùng, một cựu sinh viên của chương trình học bổng phát triển của chính phủ Australia ADS, người đã tạo ra bước đột phá có giá trị to lớn đối với ngành lâm nghiệp thế giới trong nhiều năm qua. Gắn bó với ngành lâm nghiệp từ những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học, tới khi nhận công tác tại Viện Sinh học Tây Nguyên, mong ước của anh là được tiếp cận với công nghệ, kiến thức mới để có đủ năng lực giải quyết những khó khăn hiện tại của ngành lâm nghiệp trong nước và tăng hiệu quả trồng rừng. Tới năm 2004, chàng thanh niên Cao Đình Hùng đã lên đường sang Australia du học theo sự tài trợ của ADS với tất cả đam mê và hoài bão. ADS là chiếc cầu nối anh đã lựa chọn đồng hành để hiện thực hóa ước mơ của mình. Nhưng nói một cách khác, ADS cũng đã chọn anh để trao học bổng. Bởi một trong những tiêu chí của chương trình chính là hỗ trợ sự phát triển của từng cá nhân về mọi mặt, từ kiến thức chuyên môn tới kinh nghiệm thực tế, để họ có đủ năng lực đóng góp vào quá trình phát triển chung của đất nước vì một Việt Nam ngày càng hạnh phúc và thịnh vượng. Mình xin học bổng là với cái mục đích duy nhất, đó là về để mà phục vụ cho đất nước, giúp cho đất nước mình phát triển. Tại vì cái ngành lâm nghiệp của mình thì so với một số nước phát triển bên này thì chắc chắn là không bằng. Chính vì vậy mình khi mình sang bên này mình học những công nghệ mới của họ, những cái hay của họ, cũng như là trang bị thêm một phần kiến thức cho mình. Sau 3 năm trời miệt mài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm từ sáng tới đêm khuya, cùng với sự hỗ trợ của các giáo sư Australia đầu ngành, chàng sinh viên ưu tú tới từ Việt Nam đã thành công với bước đột phá trong nhân giống cây bạch đàn, một loại cây thân gỗ nhiệt đới bằng phương pháp cắt đốt. Với bước đột phá này, hạt giống nhân tạo giờ đã có thể sinh trưởng và phát triển ngoài môi trường thay vì chỉ có thể sống trong phòng thí nghiệm như trước kia. Và số lượng cây giống đủ để trồng một cánh rừng giờ đã có thể nằm gọn trong một chiếc hộp xốp nhỏ. Cái cây của mình, cái mầm giống của mình là cây lai. Đấy. Cây lai này nó sẽ kết hợp giữa những cái cây bổ và mè mà được chọn lọc. Những cái hạt này khi đưa về Việt Nam mình thì trồng ở những cái vùng đất thấp, vùng thấp thì rất là phù hợp và có tiềm năng, thì như chẳng hạn như chậm sợi mòn, cung cấp gỗ, cung cấp tinh dầu. Đấy. Thì làm sao để trồng được như ở bên này, nếu dùng các công nghệ truyền thống, kể cả công nghệ nuôi cây mô, thì đưa ra ngoài rừng rất khó. Tạo ra công nghệ ở trong phòng thí nghiệm thì rất là nhiều, thế nhưng mà đưa ra ngoài đất là không được, có nghĩa là công nghệ không ứng dụng được vào thực tiễn. Công nghệ của mình thì ứng dụng được vào thực tiễn, thì khác nhau căn bản là ở chỗ đó. Đáng nói hơn, bước đột phá này còn có thể được áp dụng với nhiều loại cây thân gỗ nhiệt đới khác, phục vụ công tác phủ xanh đất trống, đồi núi chọc tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Nghiên cứu này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng gây biến đổi khí hậu, ảnh hưởng xấu tới môi trường và chất lượng cuộc sống. Sau khi hoàn thành chương trình học tiến sĩ, anh sẽ trở về công tác tại Viện Sinh học Tây Nguyên với đầy ắp những kế hoạch, dự định.
đó là ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu và công tác trồng rừng ở Việt Nam cũng như tham gia giảng dạy. Còn tại Australia, kết quả nghiên cứu cũng sẽ được phát triển và ứng dụng bởi giáo sư Stephen Truman, giáo sư trực tiếp hướng dẫn anh, người sẽ tiếp tục đồng hành với anh trên con đường nghiên cứu. Giáo sư Truman luôn dành cho người học trò của mình một sự thán phục về tài năng cũng như những nỗ lực vượt bậc trong nghiên cứu. Absolutely exhilarated to find out what he'd achieved. We had a plan at the beginning, so I had some of my ideas, and then he came to me with his ideas, put them together. At first I thought, well, this is a completely new direction that we haven't worked on before, but it worked spectacularly well. And so I was absolutely thrilled when I saw the results that we had, and particularly to know how useful it would be in getting trees from the laboratory out into plantations. Most students here would take 4 to 5 years to finish their doctoral degree. Hung has come here and finished everything in 3 years, incredibly fast. Most people would write probably 3 or 4 papers in that time about their research results, but Hung has managed to write 7, which is incredibly productive. We've been really happy with what he's done. Thời gian sẽ là minh chứng cho những nỗ lực và quyết tâm của người sinh viên xuất sắc Cao Đình Hùng, cũng như thời gian đã minh chứng cho những đóng góp đáng kể vào quá trình dạy và học tiếng Anh bậc đại học tại Việt Nam của giáo sư, thầy giáo Nguyễn Hòa, một cựu sinh viên ADS, người hiện đang đảm nhận trọng trách hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối với thầy Hòa, mỗi kế hoạch, mỗi quyết định trong công việc đều là sự kết hợp hài hòa của trí tuệ, tâm huyết với kiến thức, kinh nghiệm học được tại Australia. Mô hình đào tạo tiếng Anh chất lượng cao Fast Track là một trong những thành công trong dạy và học tiếng Anh mang đậm dấu ấn của thầy. Tại các lớp học theo mô hình này, sinh viên được tham gia đóng góp và lựa chọn chương trình học phù hợp. Phương pháp dạy và học chủ yếu là thuyết trình và thảo luận nhóm. Đây là những điểm rất khác biệt so với quy trình dạy và học thông thường là giảng viên nói, sinh viên lắng nghe và ghi chép. Trong cái thời gian học ở đấy thì tôi cũng thấy nhận thấy rằng tức là những có những sự thay đổi là khi mình bắt đầu một chương trình gì chăng nữa thì mình đã đặt một cái mục tiêu rất là cụ thể. Và cái mục tiêu của mình là phải đặt trong một cái bối cảnh để nó có mang tính chất tức là thực tế có thực hiện được. Và đây cũng là một sự thay đổi của trong cái cách tiếp cận. Nhiều người đi học nước ngoài về thì họ cũng cứ mang những cái mô hình đó ở bên nước ngoài về và nhiều khi lại không thành công bởi vì không có cách tiếp cận đúng. Từ nhiều năm nay, thầy Hòa cùng với một người bạn, đồng thời là một cựu sinh viên ADS đã đi tiên phong trong công tác đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam. Đó là ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi tôi làm hiệu trưởng trong trường, thì Bộ Giáo dục cử làm Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài. Với cương vị của mình thì tôi chịu trách nhiệm giúp cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tuyển chọn và cử những sinh viên, giáo viên xuất sắc của Việt Nam sang học tập nước ngoài. Vào khoảng những năm 90, ông Vang đã mở một trung tâm đào tạo tiếng Anh đầu tiên tại Hà Nội. Thời điểm đó, trung tâm đã nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị, một sự hỗ trợ đặc biệt từ Đại sứ Australia tại Việt Nam lúc đó, Ngài Graham Eliban, người đã lựa chọn tiếp tục gắn bó với Việt Nam sau khi nhiệm kỳ đại sứ kết thúc. Hiện tại, ông đang là cố vấn trưởng chương trình học bổng ADS. Đã có rất nhiều giáo viên tiếng Anh Việt Nam được ADS tạo cơ hội sang đào tạo tại Australia và hiện đang tham gia giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học trên khắp cả nước. Theo ngài cựu đại sứ Australia, trong số những cựu sinh viên đó, thầy Hòa là một nhân vật tiêu biểu. Ông Hòa đã nhận học bổng 2 lần để học tiếng Anh ở Bên Úc. Có thể nói là ông Hòa là một người đi đầu trong cải cách chương trình dạy tiếng Anh ở cấp đại học. Tôi đã làm việc nhiều thời gian ở Việt Nam, có thể hiểu biết được một ít về văn hóa, con người và lịch sử Việt Nam. Nếu tôi có thể đóng góp một phần nhỏ đối với sự phát triển của Việt Nam, tôi rất là mừng. Thầy Hòa cũng chia sẻ, với cương vị hiện nay, thầy luôn quan tâm tạo điều kiện cho các giáo viên trẻ trong trường đi học theo sự tài trợ của ADS để họ có cơ hội phát triển trình độ, đồng thời tạo ra một cộng đồng cựu sinh viên ADS tại trường, một cộng đồng những người có năng lực, tâm huyết cống hiến cho sự phát triển của trường. Hiện nay, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như nhiều cơ quan trung ương khác, đã có những cộng đồng cựu sinh viên ADS như thế
Họ đều là những cựu sinh viên ADS và hiện đang gánh vác những trọng trách quan trọng, những cá nhân có vai trò đặc biệt đối với công tác điều hành, quản lý và thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Trong đó tiêu biểu là ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông nhận định, một cán bộ có năng lực sẽ đưa ra những chính sách đúng đắn, trong khi đó một cán bộ yếu kém sẽ dẫn tới những chính sách sai lầm, một sự lãng phí về thời gian, chi phí, một bước lùi trên con đường phát triển. Chính vì vậy, ông đánh giá rất cao những sự ưu tiên ADS dành cho các quan chức chính phủ trong thời gian qua. Quan chức chính phủ nếu như mà không có năng lực và có kiến thức, hiểu biết tiên tiến thì không thể nào đưa ra được những chính sách phát triển mà nó đúng đắn và nó phù hợp với tình hình của đất nước. Vậy cho nên là tất cả những cái kiến thức mà đã được dành cho các cái cán bộ công chức của chính phủ Việt Nam thì về đây là họ ra được những chính sách, những cái giải pháp, những cái mô hình quản lý mà nó mang lại cái hiệu quả cao cho phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Một cái chính sách mà đi đúng ấy, thì làm lợi cho hàng triệu người, làm lợi cho đất nước và phát triển bền vững cho hàng chục, hàng trăm năm về sau. Nhưng mà với điều kiện là không được chảy máu, suy nghĩ là cái này là cái gì ha? Đó, vậy đó, thường là mình luôn không ngừng nỗ lực là điều có thể nhận thấy ở tất cả các sinh viên của ADS. Bởi đó, dù là kinh nghiệm, kiến thức hay sự trải nghiệm cũng cần có thời gian tích lũy, lao động và học tập không ngừng. Nếu như với nghiên cứu sinh Cao Đình Hùng là những đêm miệt mài trong phòng thí nghiệm cùng các giáo sư Australia, thì với bác sĩ Lâm Minh Yến, phó giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thái độ học tập nghiêm túc, cầu tiến. Được trao cơ hội học tập tại Australia, một đất nước có nền y học tiên tiến, chị hiểu mình phải nỗ lực hết sức. Cái lĩnh vực của tôi là săn sóc đặc biệt và hồi sức cấp cứu đó, thì mình cũng biết được là những cái hạn chế của mình ở lĩnh vực đó, ở trong điều kiện của bệnh viện hiện tại là nó có những cái hạn chế như thế nào. Thành ra mình đã đặt được những cái mục tiêu mà trước để mình khi mà mình sang bên đó đó, mình có cơ hội để mình tiếp cận, thì như vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Tôi cố gắng là theo đuổi tất cả những giáo sư, bác sĩ ở đó mỗi ngày luôn, tức là mỗi ngày là làm việc ở trong bệnh viện là từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, nghĩa là và thứ bảy chủ nhật là cũng ở trong bệnh viện luôn để mà có thể theo các cái giáo sư và mình học được. Kết quả là những kinh nghiệm kiến thức tích lũy trong thời gian học tập tại Australia đã được chị ứng dụng hiệu quả vào thực tế tại bệnh viện sau khi trở về. Ngoài ra, chị còn đề xuất lên ban giám đốc bệnh viện tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu, trong đó chị là người trực tiếp đứng lớp giảng dạy để có thể truyền đạt lại một phần những kiến thức, kinh nghiệm của mình cho các đồng nghiệp tại bệnh viện. Tại một số bộ phận của bệnh viện, tỷ lệ bệnh nhân tử vong đã giảm đáng kể như một minh chứng, đồng thời là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của người bác sĩ tâm huyết. Cho tới năm 2005 thì coi như là khoảng 50-60% những cái kỹ thuật mà tôi học được ở bên Úc thì về đây là đã được triển khai áp dụng trong bệnh viện. Và một trong những cái kỹ thuật đầu tiên hết mà bệnh viện là có thể áp dụng được là cái máy thở. Thì như vậy thành ra cái tỷ lệ mà cứu sống bệnh nhân đó, ngay tại cái khoa mà tôi làm việc là khoa hồi sức cấp cứu uốn ván đó, thì như vậy là trong vòng 3 năm từ năm 2001 cho tới năm 2003 đó, 2004 là cái tỷ lệ tử vong nó đã hầu như nó đã giảm được tới một nửa. Còn tới bây giờ thì thật ra là chỉ còn khoảng như là so với hồi trước thì nó sẽ giảm là khoảng tới 4/5 luôn đó. Đối với những cá nhân được lựa chọn trao học bổng, ADS không chỉ mang lại cho họ cơ hội học tập, tích lũy kiến thức mà đó còn là những trải nghiệm, những khám phá về một cuộc sống mới với những người bạn mới. Đối với chàng thanh niên trẻ như Cư So Minh, một chàng trai sôi nổi, hoạt bát, giàu tình cảm, nhiều ước mơ và hoài bão, quãng thời gian sinh sống và học tập tại Australia thực sự là những trải nghiệm tuyệt vời. Khi ở Australia, ngoài thời gian lên lớp và tự học, mình tận dụng tối đa những lúc rảnh rỗi và các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Melbourne. Rồi trong các kỳ nghỉ hè và nghỉ giữa kỳ, mình lại vác ba lô lên đường, tự mình trải nghiệm, khám phá một Australia rộng lớn, đa văn hóa, đa sắc màu. Thứ thu được lớn nhất qua mỗi kỳ học, mỗi chuyến đi không chỉ là kiến thức mà chính là những trải nghiệm tuyệt vời, những trải nghiệm có lẽ chỉ đến một lần trong đời. Mình còn có những người bạn rất đặc biệt, đó là ông bà chủ nhà của mình tại Australia. Thật khó có thể đặt tên cho tình cảm ấy, chỉ biết đó là một tình cảm gắn bó, vượt qua mọi khác biệt về quốc tịch, về tuổi tác và khoảng cách không gian.
những người bạn Australia thân nhất với mình, có lẽ là ông bà chủ nhà của mình. Trước đây ông bà cũng là giáo viên và họ đã nghỉ hưu rồi. Thì ông bà có một căn hộ bé bé và dành cho sinh viên Việt Nam thuê. Và điều đặc biệt đó là trong suốt quá trình mà ông bà cho thuê thì toàn là cho sinh viên Việt Nam thuê thôi. Và ông bà rất là quý sinh viên Việt Nam. Ông bà thì thường xuyên đến thăm và động viên, rồi cũng hay mang quà đến, thỉnh thoảng mang bánh trái đến cho tụi mình ở trong đấy. Ông bà thực sự là những người mà rất là thân thiết với mình, và đến ngay bây giờ khi mình đã trở về Việt Nam rồi thì ông bà vẫn thường xuyên email hỏi thăm. Một sinh viên đặc biệt nữa của ADS là Mã Diệu Linh, một cô gái nhỏ bé người dân tộc Nùng. Câu chuyện của cô sẽ là động lực thôi thúc quyết tâm vươn lên hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn của những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người phụ nữ. Câu chuyện của Linh cũng chính là một minh chứng xác thực nhất cho những chính sách đúng đắn của chương trình học bổng. Không còn là một điều gì đó quá xa vời, ngoài tầm với những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt, ADS luôn dành một phần ưu tiên cho họ. Linh sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Cao Bằng. Cha mẹ mất khi Linh mới chỉ 10 tuổi. Khó khăn cứ thế chất chồng lên khó khăn, nhưng khó khăn không làm nản chí cô gái bé nhỏ ấy. Ngược lại, càng thêm thôi thúc quyết tâm phải học, phải thoát khỏi cuộc sống chỉ quanh quẩn với đồng ruộng, thoát khỏi những định kiến vốn đè nặng lên những người phụ nữ nông thôn. Rồi với quyết tâm và nỗ lực của mình, Linh đã được trao học bổng ADS. Linh bảo đây chính là một bước ngoặt lớn đối với cuộc đời của cô. Với ADS thì từ năm mình apply thì họ có nhiều cái đổi mới trong cái chương trình của họ, tức là ưu tiên nhiều hơn cho những người, cho những cái đối tượng mà bị thiệt thòi, tức là những người vùng sâu vùng xa, những người mà có ít có điều kiện để theo học cao hơn, và những đặc biệt là cũng ưu tiên cho phụ nữ. Mình nghĩ là những cái đấy